Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì hiện nay thì trong kho em còn được một ít vỏ nước anh em, thì còn được có bao nhiêu thôi. Thì hôm nay em sẽ giảm giá cho mọi người để sắp tới là sẽ nhập về một cái lô hàng mới nữa ha. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mình chốt giúp em. Thì những cái vò này là vò Nhật, tất cả của mình á nó đều là chất liệu là mình đồng thau nha anh em, là mình đồng thau và mạ bên ngoài là lớp chrome niken, nên là về cái chất lượng của sản phẩm thì nói chung là rất là ngon ha. Chung tiền nào của đấy thôi, nhưng mình đồng thau thì nó không bao giờ nó rẻ được anh em. Được khi anh em mình ra tạp hóa mình mua những cái vò inox và này nọ thì giá nó thành nó thấp hơn thôi. À, thì những mặt hàng này là mặt hàng kho, thì tình trạng của mình thì nói chung là gần như là nó chưa xài, còn những cái mặt hàng bên nào là mặt hàng mới luôn, còn full hộp luôn nha mọi người. Rồi đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người đó là một cái vò lavabo đó, cái này nó chưa xài nhưng mà mọi người thấy này nó có cái vết cắn này đó, vết cắn này này là do mình người ta vận chuyển về anh em. À, nó bị cắn như thế này ha. Đây của hãng KVK nha, đây của hãng KVK dao rít nội địa Nhật nha anh em. Đây cái dao rít nội địa Nhật này, tiêu chuẩn của Nhật á đó, của hãng KVK. Cái vò này anh em mình có thể mình bác vào lavabo mình rửa tay rửa chén cũng được ha. Đó, bác vào lavabo. Cái nấm của mình là nấm bằng nhựa trong suốt như thế này ha, anh em mình có thể thái trong luôn đó, bạn ha. Thì về cái kích thước của chiếc vò này anh em mình đo được cái chiều phần này của mình á, từ nấm lên đây là tầm khoảng là 8 cm, từ tâm mình nó ra cái vò bát của mình nó tầm khoảng là 8 cm luôn nha. Đây từ tâm mình ra tới cái đầu vò, cái bồn rửa của mình là tầm khoảng là 8 cm. Bàn đồng thau và mạ bên ngoài lớp chrome niken nha anh em, rất là chất lượng. Về cái độ bền thì anh em mình yên tâm ha. Còn về hình thức thì nói chung là nó có cắn cá nên là cái giá thành nó sẽ như hàng bãi thôi, rất là thấp. Anh em nào thích chiếc vò này mọi người mình chốt giúp em mã số là HE1 ha. Rồi con này thì nó bị cắn cái này ha. HE1 giá 280 nha anh em. 280.000 thôi, như hàng bãi thôi nha anh em. HE1 280. HE2 thì em còn được hai con này, hai con có KVK thiết kế kiểu như thế này luôn. Đó, thì anh em mình về mình có thể mình thiết kế trong cái gia đình của mình ha. Đây KVK. Đó. Rồi. Bên này thì tất cả dùng được ra 21 ha. Ở bên trong thì nó có cái ron này thì anh em mình thấy nó lắm bụi này. À, là mình đồng thao luôn, và con này cũng KVK luôn nha anh em, hai con này đều của KVK luôn. Đó, có dao rít nội địa Nhật hãng Hoa ha. Đó. Này dao rít tiêu chuẩn nội địa Nhật này. Đây. Rồi về cái hình thức thì cái nào nó cũng như cái khớp nối thôi. Đó, nên mình nếu mà không thích thì mình bỏ ra ha. Về cái kích thước tổng chiều dài 15 cm ha. Tổng chiều dài được là 15 cm. Rồi, anh em nào mình thích cái loại này mọi người chốt giúp em HE2 ha. Rồi HE2 con này giá 200 nha. 200.000 một con, giá hai con 400. Đó. Tiếp theo HE3. HE3 cái này em có hai con luôn, đó, mới chưa xài luôn anh em. Cái vò này được cái lợi thế là anh em mình có thể mình xoay được này, đó. Mình xoay được và phù hợp trong những nhà tắm hay là nhà mình bác những cái nơi là mình cảm thấy phù hợp ha. Đó, thiết kế của mình là như thế này. Đó, có thể xoay được ha. Và con này thì nó của hãng Sun Eye nha. Đó, hãng Sun Eye này. Đó, nhìn ha. Sun Eye thì cũng là một cái thương hiệu khá là tốt bên Nhật nha anh em. Đó, GES là tiêu chuẩn của Nhật, GQR là công nghệ kiểm tra của nó. Vò này thì mới tinh thôi, nói chung là thiếu cái hộp chưa xài, còn tem luôn này. Ha. Đó, của Sun Eye. Thì cái vò này là vò dài nha anh em. Vò này là loại vò dài. Đó, anh em mình thấy là từ cái tâm này, từ tâm anh em mình bét vào tường ra nó ra tới đầu vò là 40 cm nha. Đó, hai găng tay anh em ha, rất là dài. Đó, nào cái cần này không thì nó đã dài được 30 cm rồi ha. Là mình đồng thao và mở bên ngoài lớp chrome niken ha. Cái này thì nó không có hợp nhưng mà nó mới chưa xài ha. Rồi, anh em là mình thích con này thì mọi người chốt giúp em mã số nào. À, HE3 nha. Đó, cái này em cũng có hai chiếc nha anh em. Em cũng còn được là hai chiếc. Đó, và giá của mình là 500.000 cho một chiếc ha, mới chưa xài. HE3 ha, 500.000 ha. Đó, có hai chiếc giống nhau nè anh em, hai chiếc y hệt nhau thôi. Đó. Ha. Thì
thì xoay qua xoay lại nè anh em ha. Đó. Rồi tiếp theo HE4 thì cái bộ này em có nhiều này, cái này em có tới là 8, còn tới 8 con nha, mới nhập thêm hôm trước là về 10 con hết rồi, mới nhập về thêm 10 con nữa thì bán 2 con rồi còn 8 con. Thì cái này em hôm nay cũng xả kho luôn, xả giá vốn cho anh em mình luôn nha. Đó, hôm trước là em bán 550 lần ha, 550.000 chiếc á. Hôm nay thì giá thấp hơn đó, quà này thì nó mới tinh là chưa có xài luôn phun hộp, đó nó cũng như vào kia ha. Đó. Đây, của hãng Emmy. Con này thì của hãng Emmy nha, cũng là hàng nội địa chuẩn, nội địa Nhật nha anh em. Đó, anh em thấy cái dấu rít nội địa Nhật cổ này. Đó là mình đồng thau, mà bên ngoài lớp chrom niken mới tinh, còn trong hộp. Cái vò này thì phù hợp, anh em mình thấy mình thích cái kiểu dáng nó gọn, nó ngắn ha, phù hợp với trang cái lavabo của mình thì mình chốt. Thì cái con này cái chiều dài từ tâm tường mà nó ra là tầm khoảng là 26 cm, riêng cái vò này thì nó được là 20 nè anh em. Đó, còn từ tâm tường ra thì là tới 26 cm ha, 25-26 cm. Đây, của thương hiệu MEM. Đó. Mới tinh chưa xài nha anh em, đó nó còn đăng hộp là nào nó là hàng mới thôi, chưa có xài. Cái này em nhập mới luôn. Anh em mình là thích thì mình chốt về mình xài. Thì sao cái đợt này thì không biết là cái giá ở bên Nhật nó có giảm nó không thì em không rành, nhưng mà bạn em nó gửi về được 2 lô. Lô đã bán rồi, còn lô này còn 8 chiếc. Này chuẩn nội địa luôn nha anh em, mới tinh luôn. Đó. Làm theo tiêu chuẩn ZIT B2061 này. Đó, cái dấu ZIT này là dấu ZIT nội địa đời cổ, làm bằng đồng thau và mã bên ngoài lớp chrom niken. À, tất cả những sản phẩm trong clip này nó đều dùng là ren 21 nha anh em, ren 21, ren thông dụng của Việt Nam mình. Rồi con này HE4 giúp em nha. Đó, hôm nay em giảm giá còn 500.000, 500.000 một chiếc, hàng mới còn phun hộp. À, ha, hàng mới còn phun hộp luôn. HE4 500.000. Rồi HE5 thì một cái dụng cụ để anh em mình thay thế cái vòi. Nhiều khi là cái vòi của mình nó bên trong nhà nó hỏng, hoặc là mình cần một chiếc để mình thay thế thì mình sẽ chốt. Đó. Đây anh em thấy này, đó mình có thể mình thay thế về mình chốt phụ kiện ha. Đây nó là cái vò ra nha anh em, đó để anh em mình di chuyển này. Thì cái này nó không có cái ốc ha, đó, nó chỉ có những chi tiết như thế này thì về anh em mình có thể mình thay thế vào trong cái sản phẩm nhà của mình đang có ha. Đó. Thì cái vò này mình đo được cái chiều dài ra là tầm khoảng là 20 cm thì nó phù hợp với lại con MEM luôn, là giống hệt cái con MEM hồi nãy nha anh em. Đó, thì con này là cái phụ kiện thay thế ha. HE5 giúp em. Rồi HE5 con này giá 80.000 ha. Rồi thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.